Hello, welcome back to my channel Start Skin được không? Các bạn có mình cả phá thức hình đầu tiên nha. The baby in yellow. Night one. Ok. Ở đây các bạn sẽ làm nhiệm vụ và thay biển vào. Oh my gosh, cậu bé đi đâu rồi? What's TV on the sofa? Lại chứ. Night 3. Đây thì mình sẽ lấy Starryman.
good night. Okay. So Bobby thought the music chain sounded good to her. Chuẩn bị hồ lô bà. Oh man. Một người chui từ trong TV ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ ba, Ice Cream One. Thank you.
ball line up there. Okay. One. Sẽ chui qua đường cống này. Ông ta đã tỉnh chưa? Ok, cất cái này vào trong xe là. Ông ta đã bắt đầu tỉnh rồi. Ở đây thì mình sẽ lên xe cầu này. Sau đó thì sẽ phải tìm một chiếc áo. Trong chiếc áo đó thì có một chiếc chìa khóa. Ok. Sau đó thì mình sẽ quay về xe.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đường thứ tư, Trang Hero. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, Mito Grande. Let's go. Thank you.
Ok, và cùng cô gái này tẩu thoát khỏi ngôi nhà của Mitakarani. Thoát ra khỏi đây đâu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. Granny cho tôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đi ra sau. Ở đây có một lối đi xuống dưới đường này. Thức ăn dành cho chim đâu rồi.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny. Một ngôi nhà đáng sợ. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Squid Game. Oh my gosh. Oh my gosh. Ấn thẳng mà lại nhảy sang bên này. Tài thật. Ồ, tiếp tục bên này nè. Thẳng tiếp. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng. Bạn gì? One day. Thank you.
Rồi ok rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.